Xin chào anh em, những tín đồ yêu quý cái dòng hoàng thảo u lồi. Hôm nay mình có hai cái giò hoàng thảo u lồi đã xong cái khoảng thời gian là chơi hoa, bắt đầu phải lại vườn phục hồi cho nó để bước vào một cái mùa mới. Hoa thì rất là đẹp, mình chơi đến lúc nó tàn thì thôi. Hiện nay thì mầm gốc lên rất là đẹp mọi người ạ, rễ ra cũng rất là tốt. Tuy nhiên rằng là miền Bắc đã bắt đầu bước vào mùa hè, rồi, cho nên rằng là phải duy trì cái độ ẩm cho nó để nó có thể chống chọi được với cái thời tiết mùa hè rất là nóng bức, và đặc biệt là trên cái môi trường sân thượng thì lại càng cần thiết hơn. Ở đây mình có hai cái giò nhé, hai cái giò đều trồng trên chậu dớn. Thế nhưng mọi người quan sát này, ở cái chậu này thì nó giữ ẩm rất là tốt luôn. Đó, giữ ẩm rất là tốt luôn. Đối với cái thời điểm này thì để nó như vậy và mình tưới nước hàng ngày thì nó sẽ đủ ẩm cho cái giò này. Vì nó thời tiết nó chưa có nóng lắm cho nên nó hơi nước nó chưa 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 bốc nhanh, và cái chậu dớn này nó chưa khô. Đấy, em mọi người quay kỹ mọi người nhìn thấy này. Đấy, nó vẫn giữ ẩm rất là tốt. Cái này thì mình tưới từ tối hôm qua. Rồi bây giờ là buổi chiều của ngày hôm nay rồi. Tuy nhiên cũng là chậu dớn, thế nhưng mà cái giò này này nó giữ ẩm rất là kém nha. Đấy, tưới nhiều nước thế nhưng mà là nước cơ bản vào nó không giữ được. Đấy, và nó khô rất là nhanh, nhìn thì mọi người có thể thấy. Thế điều này nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cái sự phát triển của cây đấy, và nếu không khắc phục thì nó sẽ bị thui chột. Và cái dòng này nó có một cái gở là khi mà nó đã thui chột rồi thì gần như là nó rất khó để là sống được. Và thế bây giờ mình sẽ tiến hành xử lý. Thứ nhất là mình sẽ ngắt hết hoa, những cái hoa đã tàn rồi ngắt hết. Sau đó thì mình sẽ sử dụng hai cái chậu dớn tổ quạ. Cái này không phải tổ quạ, cây này là cây tắc kè đá này. Cây tắc kè đá mình này, mình sẽ cho đặt nó lên. Thế bây giờ mình sẽ tiến hành nhá, để giữ ẩm cho cây. Tổ quạ thì đây, tổ quạ là cái cây này, còn cây này là cây tắc kè đá, dược liệu quý và đặc biệt là giá thể tốt để trồng thuần những cái loại lan khó trồng trên môi trường sân thượng, trong đó có hoa thảo u lồi. Sau một thời gian xử lý thì đây là cái thành phẩm của mình, hai cái giò hoa thảo u lồi thì mình đã tách nha, tách ra tỉa tót nó lại để cho nó nhìn nó xinh tươi hơn, và mình xử lý nó theo hai hướng. Hướng thứ nhất là đối với cái giò mà nó giá thể của nó hơi bị khô này, khô và nó khó giữ nước thì mình sẽ để lồng nó lên với cái chậu tắc kè đá này. Để mọi người nhìn thấy không, tắc kè đá mặc dù là trên cái bảng dớn thế nhưng mà nó giữ ẩm rất là tốt và rêu nó mọc vẫn xanh rì. Đây thì mình sẽ đặt cái chậu này lên. Đấy, để vào đây để nó là gọi là tạo cái môi trường là cộng sinh, hệ sinh thái cộng sinh cho nó, để nó là giữ ẩm cho cái giò này, đấy, không có nước là chết. Đấy là đối với giò này. Còn riêng đối với cái giò còn lại, giò này thì nó giữ ẩm khá là tốt. Đấy mọi người, đấy rêu nó vẫn mọc lên và là nước nó vẫn là đọng lại, thì mình sẽ để nó lên cái chậu nhựa này.
Thế và dưới này thì mình cũng để những cái giá thể nó khá là to, thoát nước tốt. Đấy, nếu giả sử như là không có thêm những cái giá thể nhỏ thì việc cái giữ nước của nó cũng không được mấy đâu mọi người nhé. Thì nó sẽ phù hợp hơn đối với cái chậu này. Đấy, mình sẽ lồng đặt nó lên đây. Đấy, bây giờ mình sẽ tiến hành để là bỏ nó vào. Sau một hồi loay hoay thì đây là cái thành quả cuối cùng. Mình đã gọi là gia cố thêm cái giá thể, tăng cái độ ẩm để cho cái hai cái giò hoàng thảo hun lồi của mình nó phát triển. Đây là cái giò mà được là ghép lên với cái chậu giá thể là cây tắc kè đá. Hy vọng là nó sẽ có đủ độ ẩm để nó vượt qua cái thời tiết là chuẩn bị bước vào cái mùa nắng nóng ở miền Bắc. Còn đây là cái chậu mà mình cho nó vào cái một cái giỏ có bỏ thêm những cái giá thể là những cái miếng vỏ thông và là than hoa, nó thoát nước khá là tốt và giò này thì cũng sẽ hứa hẹn là sẽ cung cấp đủ được cái độ ẩm cho cây phát triển. Để anh em theo dõi nhé. Năm nay thì mới quay trở lại bẵng đi một thời gian đấy, có khi là cũng gần một năm mình không làm cái video nào về phong lan và bỏ bê các em là cũng hơi lâu. Hôm nay tiếp tục, mong mọi người là sẽ cùng chia sẻ kinh nghiệm để thuần phong lan, mà nhất là cái dòng hoàng thảo đẹp nhưng nó khó thuần như là hoàng thảo u lồi.